Xin chào quý khán giả. Chào mừng tất cả mọi người đến với chương trình Indie Scenario của nhóm VIP. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả mọi người. Tác phẩm mọi người vừa nghe là bản hợp xướng rất nổi tiếng của nhạc sĩ người Ý Giuseppe Verdi. Tác phẩm Pa Pensiero. Đây là một giai điệu được yêu quý ở Ý đến mức mà đã có một thời nó được xem như là quốc ca thứ hai của nước Ý. Và nhạc sĩ Giuseppe Verdi cũng có lẽ là người đã đặt cái chuẩn mực cho nền opera bằng tiếng Ý. Có một giai thoại kể rằng là để nói về việc mà người Ý yêu quý âm nhạc của Verdi như thế nào. Có một lần khi mà một nhà xuất bản muốn gửi một tài liệu đến cho Verdi thì họ xin địa chỉ của nhà soạn nhạc Verdi, và Verdi nói là anh chỉ cần đề vào cái phong bì đó là Giuseppe Verdi Italia và người Ý sẽ tự gửi những tài liệu này đến cho tôi. Một giai thoại nhỏ để mọi người cảm thấy cái nhạc sĩ rất yêu quý đến mức thế nào. Tác phẩm vừa rồi là một hợp xướng trong vở opera Nabucco, kể về nỗi đau của những người nô lệ Do Thái khi bị mất quê hương. Có lẽ vào cái thời điểm hiện giờ khi mà thế giới chúng ta đang có hòa bình, đột nhiên bản hợp xướng này có lẽ lại giống như một lời cầu nguyện thế giới mà chúng ta đang sống. Chúng ta cứ nghĩ rằng là sau đại dịch Covid, chúng ta cứ nghĩ là con người sẽ hợp tác lại, đoàn kết lại để hàn gắn thế giới. Nhưng thật đáng tiếc là chúng ta không đạt được điều đó. Qua đêm nhạc tối hôm nay, những tác phẩm opera của Verdi và Puccini, đề tài là tình yêu, những cung bậc tình yêu khác nhau, tình yêu trong sáng của Mimi, tình yêu mù quáng của Butterfly, tình yêu có thể hơi ích kỷ của bà Tước Tinh Hưu Nam. Tất cả những trích đoạn này hy vọng rằng chúng tôi muốn gửi một thông điệp về tình yêu, và hy vọng rằng âm nhạc và nghệ thuật sẽ giúp đỡ cho thế giới mà chúng ta đang sống. Đối với sân khấu, tôi không muốn chỉ đơn thuần là những màn trình diễn bài hát đơn thuần. Một người bước vào sân khấu, bước ra sân khấu, chúng tôi muốn mang đến một cái gì đó là ma lực của nghệ thuật opera, đó là một sân khấu. Việc được nhìn thấy những con người này sống trong một cái vai, sống trong một cái tính cách nhân vật, được nhìn thấy những cách mọi người chuyển động, những con người ra vào sân khấu, những cuộc đời, những mảnh đời thật sự trong mắt chúng ta, chứ không phải chỉ là một ca sĩ đang khoe một cái giọng hát bẩm sinh. Đây là chúng tôi hy vọng là qua đêm diễn tối hôm nay thì chúng tôi sẽ truyền được cái cảm xúc, cái tình yêu về âm nhạc opera đến với khán giả. Trong phần 1 của chương trình thì chúng tôi sẽ tập trung vào nhạc sĩ Giuseppe Verdi. Tôi sẽ có những trích đoạn từ 4 vở opera, từ 3 vở opera rất quan trọng của Verdi là La Traviata, Rigoletto và Introvatore. Cũng trong phần 1 này thì chúng tôi có sự hiện diện của một vị khách mời đặc biệt mà chúng tôi sẽ, mà hẳn là mọi người rất mong đợi đêm nay. Chúng tôi xin được bắt đầu với phần aria của Alfredo, tập sướng gõ đen trong Introvatore, aria của bà Tước Tinh Hưu Nam trong Introvatore và aria của Ginda trong Rigoletto. Mời quý khán giả chúng ta xem. Thank you.
Soffio d'amori generosi.
Thank you.
Thank you.
thì chúng tôi hướng đến chủ yếu là các đối tượng, các nghệ sĩ trẻ và các bạn sinh viên thanh nhạc trong các trường nhạc ở Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động của chúng tôi rất được vinh dự khi mà được một số những nghệ sĩ có tên tuổi luôn ủng hộ chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi xin chào đón một trong những ca sĩ có thể coi là ở hàng đầu trong cái nền opera trẻ Việt Nam, giọng soprano Đào Tố Loan. Loan sẽ thể hiện cho chúng ta một tác phẩm từ một vở opera không quá nổi tiếng của Berlin, đầu tiên anh Dani ra đây một trong vở đầu tiên thành công của Berlin dựa trên câu chuyện của Victor Hugo. Và đây là một bản aria đầy tính vô diễn về kỹ thuật, tuy nhiên cũng đầy những cái trường đoạn lắng động. Đây là aria của Envira của anh Dani. Xin mời quý vị khán giả.
ta gọi là diva. Diva thực ra cái một cái từ xuất phát từ opera nhưng mà cũng thật. Trong opera của Verdi thì nhạc sĩ Verdi thì những ca sĩ ấy, người ta coi họ dường như khi mà chúng ta xem một tổ opera của Verdi thì các ca sĩ giống như là những vị thần trên sân khấu, những người làm được những điều tưởng chừng như không tưởng trong giọng hát của họ. Chúng ta chuyển đến một nhạc sĩ thứ hai cũng là một trụ cột của opera Ý trong thế kỷ 20 là nhạc sĩ Puccini. Puccini có cũng là một chuẩn mực trong opera của Ý nhưng dưới một góc độ khác. Nếu như trong opera của Verdi chúng ta nhìn những nhân vật đó như những vị thần như tôi nói, thì đối với Puccini chúng ta dường như là xem một bộ phim diễn ra trong thời gian thật về những con người giống như chúng ta. Trong này, và nhạc sĩ Puccini là một nhạc sĩ mà có thể nói là chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim của khán giả, vì âm nhạc của Puccini là một thứ âm nhạc tràn đầy trái tim, tràn đầy xúc cảm. Chúng tôi xin giới thiệu tác phẩm tiếp theo trích từ vở opera Madame Butterfly, Người thiếu phụ hồ điệp của Puccini. Một vở opera diễn ra ở Nhật, kể về một câu chuyện về một người phụ nữ đợi chờ người chồng của mình trong vô vọng, giống như là câu chuyện của nàng Tô Thị của chuyện dân gian Việt Nam vậy. Trong lần dàn dựng này thì chúng tôi sẽ giới thiệu bản aria có lẽ là nổi tiếng nhất của Puccini, viết cho giọng nữ là Un Vendi. Trong đó cô gái Nhật Jojo San của nàng Reisha thể hiện cái niềm nhớ nhung đối với người chồng của mình. Và trong lần dàn dựng này thì để nâng cao cái tính cảm xúc trong tác phẩm thì chúng tôi nối liền aria Un Vendi với một phần là bản thực sự âm ngậm. Đây là một cái xích đoạn hết sức đặc biệt và thể hiện cái sự chờ đợi của bạn đứng ngoài trong màn đêm. Xin mời quý vị lắng nghe.
mọi người có cảm thấy sự khác nhau giữa âm nhạc của Beckley và Puccini không ạ? Một thứ âm nhạc giống như là giống như là viết cho các vị thần, một cái âm nhạc nó kể về những câu chuyện của những con người hết sức đời thực. Của opera tiếp theo mà chúng tôi xin được trình diễn những trích đoạn có lẽ là vở opera đời thực nhất của Puccini. Đây cũng là một trong những và đây bật đây cũng là vở opera đầu tiên mà lần đầu tôi nghe tôi rơi nước mắt, thì sự quá xúc động. Tôi cảm giác như là sự là một câu chuyện về những con người như mình chứ không phải là những vị thần âm nhạc. Đó là vở opera La Bohème. La Bohème chúng ta có thể dịch là cuộc đời của những người nghệ sĩ. Câu chuyện diễn ra trong một căn buồng của một nghệ sĩ nghèo ở Paris, ở cái quận học sinh của Paris, quận Latin, Quartier Latin. Đã ai đi Paris và đã qua Quartier Latin ở gần Saint Michel, gần nhà thờ Đức Bà chưa? Trên một căn gác xếp thì có bốn người bạn là bốn nghệ sĩ, là nhà thơ Rodolfo, họa sĩ Marcello, nhạc sĩ Shauna và nhà triết học Colin. Vì những, trong lần dàn dựng này của chúng tôi thì hai nhân vật Shauna và Colin của chúng tôi sẽ ghép vào là ca sĩ duy nhất hát để diễn. Câu chuyện diễn ra vào đêm Noel, khi mà ở bên ngoài thì những lễ hội tưng bừng đang diễn ra, thì bốn anh nghệ sĩ nghèo chết đói không có gì để ăn cả. Thì một anh thì xin tạm ứng trước được tiền lương và thế là quyết định là rủ cả hội đi ăn ở một quán cà phê xa xỉ ở gần đó. Thì nhà thơ Rodolfo phải ở lại để viết nốt một cái bài báo. Vừa lúc đó thì có một tiếng gõ cửa và có một cô gái bước vào. Khi mà vừa bước vào thì cô ấy hết hơi và cô ấy ngất luôn. Rodolfo thấy ngay ở đây là một cô gái rất là yếu đuối và có bệnh. Tuy nhiên Rodolfo vẫn chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy tìm gặp Rodolfo chỉ vì là nến của cô ấy bị tắt và cô ấy xin Rodolfo thổi lại cái nến cho mình, thắp lại cái nến cho mình, xin lỗi. Khi ra đến cửa thì Mimi, thì nhân vật nữ, cô gái đó có tên là Mimi, khi ra đến cửa thì Mimi nhận thấy là quên chìa khóa ở trong phòng của Rodolfo. Khi mà lúc mà cô ấy ngất thì cô ấy đánh rơi mất cái chìa khóa. Cô ấy quay lại để tìm, và trong lúc đó và trong lúc mà hai người tìm, cái cửa mở ra, gió lùa thổi tắt nến của cả hai người luôn. Vậy là hai anh chị sờ soạn trong bóng tối để tìm xem cái chìa khóa ở đâu. Bàn tay hai người chạm vào nhau và câu chuyện của La Bohème thực sự bắt đầu từ cái chạm tay đó. Đây là trích đoạn trong màn một khi Mimi tìm đến với Rodolfo. Mời quý khán giả.
Oh,
Oh,
câu chuyện tình yêu có lẽ là xúc động nhất và cuối cùng là buồn nhất của Vera. Chúng ta tiếp tục sau khi Mimi và Rodolfo gặp nhau, một tình yêu đã chớm lên giữa hai người. Thì bây giờ hai người đi chơi, nhưng mà lại có hai anh ở đây rủ đi, thì bây giờ thì Mimi đi theo, và bây giờ là tất cả mọi người ra cái quán cà phê Momus, cái quán cà phê ở cái quận Latin. Ở đây chúng ta gặp một nhân vật là Muzeta. Muzeta là người yêu cũ của Marcelo, một trong hai anh ở đây ạ. Muzeta là người yêu cũ của họa sĩ Marcelo. Cô ấy đã bỏ Marcelo vì anh này nghèo quá và quyết định là đi với một anh ta tạm gọi là bố đẻ đấy ạ. Đêm Noel thì Muzeta và anh này, anh Daddy này, Antinoro. Muzeta và Antinoro bước vào đúng cái quán nơi mà Marcelo, Mimi, Rodolfo và người bạn Shauna, Kona đang ngồi. Ngày hôm đó thì có một điều gì đó, thể là ma thuật của đêm Giáng sinh hay như thế nào đó. Muzeta thấy là anh chàng Marcelo này kể không đáng bỏ, kể anh này hay đi chứ. Và cô ấy hát một bài hát, cô ấy nghĩ ra một cái cách để trong buổi tối hôm đó phải đuổi được anh bố đường kia đi để quay lại với Marcelo. Xin mọi người đến với phần cảnh quán cà phê Momus, phần cảnh Muzeta. Đây cũng là trích đoạn cuối cùng trong chương trình của chúng tôi. Tôi rất cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi. Chúng tôi vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên chúng tôi diễn trích đoạn Osa Vepanchula, trích đoạn bài song ca kết thúc cái màn Rodolfo Mimi vừa rồi. Lần đầu tiên thì chúng tôi chỉ có tôi diễn nó trong một chương trình gọi là tổng hợp khi mà chúng tôi vừa mới bắt đầu. Sau đó chúng tôi diễn nó trong một chương trình có cả Vecchi và Puccini. Sau đó thì chúng tôi không những diễn cả một cái phân cảnh dài mà chúng tôi còn có sự hiện diện và giúp đỡ của hai người bạn của chúng tôi là Thủy Dương, Đàn Hát và Thiên Lâm, Yêu Lâu. Xin cảm ơn hai bạn. Và tôi xin cảm ơn tất cả mọi người và xin mọi người đến với phân cảnh Muzeta của tôi.
Thank you.
luôn đồng hành và cổ vũ chúng tôi. Chúng tôi yêu các bạn, cầu cho thế giới này chúng ta có nhiều âm nhạc hơn, nhiều tình yêu hơn, nhiều opera hơn và không có chiến tranh. Cảm ơn. Thank you.